các bị cáo trong đường dây vận chuyển hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới. Nhiều người bị đánh nhập viện do hát karaoke gây ồn ào. Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự, tài chính. Elon Musk ví Twitter như máy bay đang rơi. Mbappe trở lại PSG sau thất bại World Cup năm 2022, thái độ gây chú ý. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 22 tháng 12, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới. Theo đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyệt, 37 tuổi, 7 năm 6 tháng tù, Phạm Anh Tuấn, 38 tuổi, cùng trú tại Hà Nội, chồng của Nguyệt, 5 năm tù, Phạm Hữu Thuật, 41 tuổi, trú tại Quảng Ninh, 30 tháng tù, cùng về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. 9 bị cáo còn lại bị phạt từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù cùng về tội danh nêu trên. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyệt và đồng phạm là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Nguyệt là chủ mưu khởi xướng điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ nêu trên, thu lời bất chính lớn nên có vai trò cao nhất. Theo kết luận, từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 9 năm 2020, nhóm Nguyệt lợi dụng pháp nhân của 8 công ty chuyển chót lọt ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, nhiều địa phương đã xảy ra nhiều vụ xô xát, đánh nhau nhập viện, xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư, làm mất tình làng nghĩa xóm. Thậm chí, có người vướng vòng lao lý. Đơn cử tối ngày 19 tháng 10, Vi Văn Tê, sinh năm 1985, ngụ bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, cùng với một số người khác tổ chức hát karaoke tại nhà. Do hát muộn, lại mở nhạc to, gây ồn ào nên ông Lò Văn Tê, sinh năm 1974, cạnh nhà đã sang nhắc nhở. Sau đó, xảy ra xô xát đánh nhau. Ông Lò Văn Tê dùng dao chém vào lòng bàn tay của Vi Văn Tê, gây thương tích. Còn ông Lò Văn Tê cũng bị những người đang hát ở nhà Vi Văn Tê dùng gậy đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu. Tiếp đó, ngày 4 tháng 11, tại quán trà chanh Tu Bin, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, do tranh giành nhau việc kết nối Bluetooth với loa của quán để hát karaoke mà hai thanh niên ở xã Hoa Lộc đã bị 7 thanh niên xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc dùng ghế sắt đánh bị thương. Hiện những vụ việc này đang được lực lượng công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ nhằm thuyết phục các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho nước này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Zelensky đề cập tới gói viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ mà Mỹ phê duyệt cho Ukraine. Trước đó cùng ngày, Mỹ thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine trị giá 1,85 tỷ đô, trong đó lần đầu tiên có hệ thống phòng không tên lửa Patriot. Khoản viện trợ này bao gồm một khoản tiền 1 tỷ đô để cung cấp cho Ukraine năng lực phòng không và tấn công chính xác mở rộng và thêm 850 triệu đô hỗ trợ an ninh. Tổng thống Ukraine Zelensky đang có chuyến thăm đến Washington để gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden và có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Đây được cho là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelensky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Tối ngày 20 tháng 12, trên Twitter Space, Elon Musk đã mô tả tình trạng nguy cấp của Twitter như một chiếc máy bay đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao, động cơ bốc cháy với hàng loạt vấn đề chưa được xử lý. Cuộc nói chuyện của Musk trên Twitter Space có tiêu đề Quy mô, độ phức tạp và số lượng kỹ sư được tổ chức bởi nhà phát triển Jack Hot. Trong buổi trò chuyện, Musk cho biết trước khi tiếp quản, mạng xã hội đang trên đà đi xuống. Trong năm tới, công ty có thể còn âm hơn 3 tỷ đô la Mỹ, doanh thu khoảng 3 tỷ đô, nhưng dòng tiền ra khoảng 6,5 tỷ đô. Năm 2021, Twitter lỗ khoảng 221.000 đô la Mỹ. Ông cũng nhắc đến việc các công ty quảng cáo rời bỏ Twitter, thừa nhận đã nhận nhiều câu hỏi hóc búa. Musk nói, khi bạn không có câu trả lời rõ ràng, các nhà quảng cáo sẽ không muốn ký hợp đồng, đơn giản vì họ đang tỉnh táo. Elon Musk xác nhận sẽ từ chức CEO Twitter khi tìm được người thay thế, kế nhiệm phù hợp sau khi cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội. Sau thất bại trước Messi và Argentina ở chung kết World Cup năm 2022, Mbappe đã rất buồn và tưởng như anh cần thời gian để vượt qua. Tuy nhiên, ngay sau khi đón sinh nhật ở tuổi 24, tức 2 ngày sau trận chung kết, Mbappe đã bất ngờ trở lại tập sớm cùng PSG. Theo kế hoạch, anh cũng được nghỉ khoảng 10 ngày, tương tự như Messi. Thế nhưng, Mbappe có lẽ thấy không cần nghỉ xả hơi nên nhanh chóng hội quân cùng với nhà vô địch League One. Điều đáng chú ý, Mbappe tỏ ra rất vui vẻ, thoải mái,
cho thấy đã gạt nỗi buồn thua chung kết World Cup 2022 sang một bên. Bản thân chân sút số 1 tuyển Pháp đã chơi rất ấn tượng tại Qatar và anh đã cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Hẳn vì vậy mà Mbappe sớm lấy lại tinh thần. Trong khi đó, Messi dự kiến ngày 28 tháng 12 mới có mặt tập trung cùng PSG. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.